Xin chào, một vạn bí mật rất vui được gặp lại các bạn. Tony TV được biết đến là một trong những kênh YouTube có nội dung dành cho giới trẻ, được nhiều người quan tâm và yêu thích hiện nay. Vậy, bạn đã biết Tony TV là ai? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để có những thông tin chi tiết nhất về Tony nhé. Tony TV là ai? Tony TV có tên thật là Võ Phúc Vinh, sinh năm 1994, quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Anh được biết đến là một YouTuber nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu mến. Tony TV từng là sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, vậy nên ngoài những lúc làm video, anh còn dạy học thêm. Kênh YouTube của anh có tên là Tony TV bởi vì Tony là biệt danh mà mọi người hay gọi anh. Khi đặt tên kênh trên YouTube, người Việt thường dùng thêm chữ TV đằng sau, do đó ta có Tony TV. Tiểu sử sự nghiệp của Tony TV. Kênh YouTube Tony TV được tạo từ tháng 7 năm 2016, nhưng đến nay đã đạt được gần 6 triệu lượt người đăng ký và hơn 4 tỷ lượt xem. Có thể nói đây là một thành tích cực khủng đối với những người làm ngành YouTube, như một vài bí mật thì còn lâu mới đạt được. Kênh của anh được tạo từ năm 2016, nhưng đến năm 2017 mới bắt đầu đăng tải video. Đến tháng 7 năm 2018, kênh Tony TV đạt được 100.000 lượt người đăng ký, nhưng đến tháng 3 năm 2019, kênh của anh đã có bước tiến vĩ đại hơn với 1 triệu người đăng ký chỉ trong vòng 8 tháng. Cũng vào năm 2017, Tony đã tạo ra kênh YouTube thứ hai là Tony Vlog. Với kênh mới này, anh chủ yếu làm nội dung về đời sống cá nhân, giải trí, nhưng tới thời điểm hiện tại, kênh cũng đạt tới con số 1 triệu người đăng ký. Có thể nói Phúc Vinh là chủ sở hữu của hai kênh YouTube, là một trong những YouTuber hiếm hoi sở hữu cho mình hai nút vàng từ YouTube. Trong các video của anh thường diễn chung với team trẻ trâu của mình bao gồm Thảo, Đại, Ngọc, Phúc, vân vân. Những bạn trẻ này nhỏ tuổi nhưng lại diễn xuất vô cùng hay và thuyết phục. Ngoài công việc làm YouTube, dạy học, Tony còn sở hữu trong mình cửa hàng chuyên bán buôn các loại vật nuôi, đồ chơi, quần áo, vân vân. Trên đây là một số thông tin về YouTuber Tony TV mà một vạn bí mật muốn gửi tới các bạn. Xin chúc cho Tony TV sẽ giữ vững vị trí là một trong những kênh YouTube được các bạn trẻ yêu thích nhất trên YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ một vạn bí mật nha. Tạm biệt các bạn.